một vài lời nội bộ các cổ động viên phía nào của trận đấu này để trận đấu bắt đầu. Quay trở lại với giải của vợt câu lạc bộ X2 nằm ở dòng nội dung 8.25 giữa cặp đôi Đắc Tiến, Lưu Dung và Từ Liêm, Trung Khánh Hòa. Đắc Tiến là người ra bóng trước, forehand bắn lưới tốt của Đoàn Từ Liêm, điểm 0-15. Bắt bóng trái tay rất may mắn của Trung Khánh Hòa.
đồ rơi xuống phần sân bên kia. 15:40 nhưng vừa rồi là cú forehand tốt của Nam Đoàn Từ Liêm. Trung Thanh Hoa và Đoàn Từ Liêm dẫn trước với tỷ số 1-0. Trận đấu mà chúng ta có thể thấy bắn lưới của Đoàn Từ Liêm là tốt như thế nào. Đoàn Từ Liêm là người ra bóng tiếp theo. Cú sập ra ngoài của Trung Khánh Hòa rất đáng tiếc. Điểm 0-15. Tắc tiếng 15-15. Tiếp tục là cú trả ra bóng qua lưới của Quý Dung. Tốt của Toàn Từ Liêm, 40-40. Bắn xa chân. Cú xì bắt tốt của Toàn Từ Liêm. Và Trung Khánh Hòa là rất tốt. Nhưng vừa rồi là một cú trả ra bóng trái tay đẳng cấp của Đắc Tiến. Bóng vàng. Và ngoài trả ra bóng kỹ khủng. Lưới rất đáng tiếc. Tỷ số 1-0. Và
một giờ giả bóng rất đáng tiếc và thế trận này được cân bằng. Đưa Dung pha bóng. Trận đấu xứng đáng một trận bán kết nội dung trên cao 8.5, 8.25. Lên hơi chậm rồi. Lên hơi chậm à, không thể bắt một cách chuẩn chỉ. Trả ra bóng không qua lưới. 15 đều. Bóng không qua lưới. 30-15. Trận này Trung Anh Hòa có vẻ cũng chưa hòa tay rồi. Bây giờ bắt bóng chưa qua lưới không nhiều, hơi nhiều. Lúc sâu. Còn. Có vẻ hơi non rồi. Đi ra ngoài rồi. 40-15. Là cú trả bóng không qua lưới của Toàn Tử Liêm. Đổi ra bóng, Đắc Tiến và Lưu Dung dẫn trước với tỷ số 2-1. Người có lợi thế, bây giờ trận đấu lại trở về cân bằng. Sau khi mà anh Toàn Tử Liêm bị mất rơi ra bóng. Theo sẽ là anh Trung. Trung Anh Hòa sẽ là đội giả bóng anh Trung Anh Hòa. Nếu anh Trung Anh Hòa bắt giờ giả bóng này thì đối phương có khả năng lên được 4 trước. Ở 2 giờ vừa rồi chúng ta có thể thấy là anh Trung lỗi hơi nhiều. Phát bóng ra hàng rào, không cần chặn xe. Lối một hơi phèo. Wow, cú ngắt bóng đẳng cấp của anh Trung Anh Hòa. Điểm 15-0. Ngắt bóng ngay trước mặt lưới. Kê bóng ra ngoài của anh Toàn Tử Liêm và Đắc Tiến đè. Bóng vẫn còn. Nhiệm vụ là lại là quá đơn giản với anh Lưu Dung. 30-15. Hay của Lưu Dung. Lỗi. Ao. Này cú trái tay của Đắc Tiến là hơi mạnh. Đồ chiến thuật. Bắt bóng ra ngoài của Trung Thắng Hòa. Red Boy cho Đắc Tiến và Lưu Dung. 30-40. Hãy
Mất điểm. Đắc Tiến và Lương Dung dẫn trước 3-1. Bây giờ là giờ ra bóng của Đắc Tiến. Giờ là bóng rất đáng tiếc của anh Trung Anh Hòa. Chân anh Đắc Tiến 15-30 lối một lối mày đấy lối một không tốt của anh Đắc Tiến điểm 15-40 break boy cho Trung Anh Hòa và Nam và Tuấn Lương. Bóng ao. Trọng tài xác định đấy là bóng ao. Vẫn là 15-40. Bóng ao. Cũng trả ra bóng không tốt của Đoàn Tử Liêm. 30-40. Ngoài của Trung Anh Hòa 40 đều. Rất đáng tiếc. Hai break boy không ăn được từ đội anh Trung Anh Hòa và anh Đăng Đạt Tử Liêm. Forehand không qua lưới. Lợi điểm cho Đắc Tiến và Lưu Dung. Lưu Dung và Đắc Tiến đang đứng trước cơ hội lên 4 trước. Tốt điểm Đắc Tiến Lưu Dung dẫn trước với tỷ số 4-1. Hai đội đổi sân. Khó khăn cho anh Trung Anh Hòa và anh Toàn Tử Liêm rồi. Bây giờ chỉ có anh Trung bật mốt chơi game lại thôi. Nãy giờ anh Trung xử lý nhiều pha hơi nhiều. Biết giờ này anh ta có lấy lại được phong độ không? Đây là một giờ rất quan trọng. Mất giờ này là trận đấu chuyển biến rất khó lường. Rất hay. Hay cộng may mắn qua forehand vừa rồi của anh Toàn Tử Liêm. Bóng tập ép lưới cho quỹ đạo khó lường hơn. Tiếp tục là một cú trả ra bóng forehand đẳng cấp tương tự anh Đắc Tiến. Cháy sân 15 đều. Anh Trung Anh Hòa hầu như không có phản xạ nữa bóng.
vâng. Tốt. Tốt. Còn. Nhưng vừa rồi là một cú, tất cả một cú Winner trên sân. Điểm 15-30. Khó rồi. Không biết có bài gì, còn bài gì tung nốt ra thôi. Lỗi rồi. Một cú gọi là một cú chạy ra bóng chạy trái tay kinh khủng của Đắc Tiến. Đắc Tiến chạy ra bóng thì hầu như bên kia không có phải xả đỡ. 15-40. Chạy bóng quá tốt. Big boy. Đi ra ngoài. 30-40. Sân. Đắc Tiến lưu dung dẫn trước với tỷ số 5-1. Bộ đội Đắc Tiến lưu dung đã đạt được chung kết rồi. Còn nốt chân còn lại không? Như anh Trung Thành Hòa và anh và Từ Lương không có sự phản kháng quyết liệt nào cả. Cú trả ra bóng forehand đi ra ngoài. 15-0. Tiếp tục là một cú forehand lỗi từ anh Trung Khánh Hòa. 30-0. Trung Khánh Hòa như vẫn chưa chơi game rồi. Và khả năng anh ta cũng sẽ không chơi ở trận chung kết luôn. Phát ra bóng rất tốt từ anh từ Lưu Dung. 40-0, match point, 3 cái match point cho Lưu Dung và Đắc Tiến. Phát lại bóng hai. Bóng vừa rồi chạm vào mép lưới. Rồi là một cú vỉa tay trái tốt của Trung Khánh Hòa. Quỹ đạo rất khó lường. Còn hai cái mép boy nữa. Và họ đã đánh luôn cái mép boy ngoài sân rồi. Trận đấu bán kết thứ hai nội dung 8.25 đã kết thúc với tỷ số cách biệt 6-1 nghiêng về Đắc Tiến và Lưu Dung. Tập điểm phát cuối là một pha bóng vợt bỏ game của Trung Khánh Hòa sau khi anh ta nhận thấy là mình không được chơi game. Xin chúc mừng một lần nữa, xin chúc mừng anh Đắc Tiến và anh Lưu Dung. I see the light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star of the sky. I'm okay. I wanna take a
can drive me wild when I kiss you at night. I'm okay.